Phil Foden. Phil Foden! Xâm nhập Phil Foden! 1-0 cho Man City. Nơi mà anh thường xuyên thi đấu, hay còn gọi là vị trí sở trường của cầu thủ này. Chúng ta cùng theo dõi lại. Những sự tác động của các cầu thủ Newcastle là không đủ để ngăn cản những bước chạy cực kỳ thanh thoát này. Pha dứt điểm cũng có phần may mắn. Emerson Royan không có mặt ở trong trận đấu với Sheffield vì chấn thương. Đá là rất nguy hiểm, pha dứt điểm lần thứ hai đã diễn ra và như vậy là bàn thắng đã đến dành cho Wolverhampton. Pha ghi bàn là của Adama Traore. Jimenez là người đã tạo ra pha dứt điểm lần này thì Fraser Foster đã gặp quá nhiều khó khăn. Và pha đẩy bóng của anh đã đưa trái bóng đến một vị trí quá nguy hiểm dành cho hàng thủ của Tottenham Hotspur. Pha dứt điểm ở nhịp đầu tiên thành công của Adama Traore. Cú đá đầu tiên của Jimenez có lực là không đơn giản một chút nào cả. Và Foster đã không thể bắt dính bóng. Anthony, Liverpool phản công. Chờ đợi các cầu thủ sẽ di chuyển ra sao đây. David Nunez. Salah. Salah rất ấn tượng của các học trò huấn luyện viên Jurgen Klopp. Bốn cầu thủ áo đỏ đã băng lên rất nhanh khi mà trước khung thành của David De Gea chỉ còn có hai người. Cái chân phải của Mohamed Salah đã vung ra với tất cả những sức lực của anh như một phản xạ, như một phản xạ, và đó là bản năng của một sát thủ. Tinh thần của Liverpool đang lên rất cao. Mohamed Salah. Salah. Cody Gakpo. Liverpool đang thăng hoa. Liverpool đang thăng hoa và đó là cú đúp của Cody Gakpo. Khung thành của Alisson Becker. Cody Gakpo là người nhận bóng, một đường truyền cho Mohamed Salah. Và những pha xử lý của tiền đạo người Ai Cập đã khiến cho nhà vô địch thế giới Lisandro Martinez phải ngã sóng xoài. Tổng cộng có hai đường chuyền để dẫn tới bàn thắng này sau pha phản công của đội chủ sân Anfield. Một cú dứt điểm quá tự tin và nhạy cảm của Cody Gakpo. Và phong cách ăn mừng thì cũng đặc biệt lạnh lùng. Nelson. Chân trái, Nelson đã chờ đợi sẵn từ tuyến hai. Anh vung chân và lưới cháy. Khoảnh khắc xuất sắc và cũng có thể nói là xuất thần của Nelson. Neto đã bị che khuất tầm nhìn và